Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ thế giới hoàn mỹ nhé. Hoàng Kim Sơn dạn nứt, đá lớn rơi ầm ầm, toàn thân lôi kích mục cháy đen, nó to lớn cực kỳ, ánh chấp đã thu lại thế nhưng dễ cây lại quấn chặt lấy cung điện Hoàng Kim từ từ bay lên rồi lơ lưỡng giữa không trung. Ngọn thần sơn màu vàng kia sụp đổ, tiếng vang điếc tai. Thạch Hạo nhìn chầm chầm lôi kích mục ở không trung kia, vốn hắn cảm thấy gốc cây này không có chút ý chí nào thế nhưng giờ có chút ngờ vực, đây hoàn toàn xuất phát từ bản năng và trực giác. Hả, chợt hắn phát hiện, cung điện hoàng kim mà dễ cây cuốn lây biến mất, sau đó lại hóa thành một khung xương khổng lồ, ánh sáng trói mắt. Long, không đúng, ngao khuyển, thạch hạo giật nảy mình, đó là một bộ khung xương màu vàng khổng lồ và tráng lệ lơ lưỡng nơi đó, nơi đó tỏa ra khí thế kinh người. Cung điện lại có thể biến hóa, bộ xương tú này là do thiểm điện khuyển tiến hóa thành, là long ngao trong truyền thuyết đây sao thạch hảo trợn tròn mắt trong lòng đập rộn đây là hung thú trong truyền thuyết từ xưa tới nay có một vài hung thú sẽ tiến hóa tới mức cao nhất là chuyển biến về chân long hiển nhiên con này cũng nằm trong số này trên đầu nó có hai chiếc sừng thân dưới đã hóa thành chân long xương cốt óng ánh trói mắt khi tức tỏa ra khiến vạn thú run dày nếu không phải đoạn thân trên vẫn là thân ngao thì chắc chắn sẽ khiến người khác tưởng đây là một con rồng lợi hải Thạch Hạo thán phục đồng thời ánh mắt tỏa sáng, con cự thú này tuyệt đối sở hữu pháp tắc cực hạn, có năng lực thông thiên triệt địa, không biết có còn lưu lại truyền thừa hay không. Con tiềm điện khuyển trước mắt này chính là di trùng thái cổ, rất ít nhìn thấy thuần huyết, mỗi lần xuất hiện thì vô cùng kinh khủng, điều khiển tia chớp lướt đi, đáng sợ tới dị thường. Có một ít thần ngao trong bộ tộc này có khả năng thôn nhật thực nguyệt, nhật thực trong truyền thuyết có đối chút quan hệ với chúng, cho nên mới để lại truyền thuyết đó có thần ngao cá biệt có thể tiến hóa về phía chân long, còn trước mắt là ví dụ, nếu vậy, pháp tắc lôi đạo chắc chắn sẽ kinh thế. Ánh mắt của Thạch Hảo càng ngày càng rực sáng, vô cùng khát khao, bởi vì hắn đang nghiên cứu bảo thuật lôi đình nên cần nhất là loại chuyên thư này. Bỗng nhiên, gợn sóng lao tới, trong xương sỏ của long ngao khổng lồ kia có tu sĩ lao ra, tất cả đều tái nhợt mặt mày kèm theo là vẻ kinh sợ. Thạch Hảo kinh ngạc, hai mươi mấy tu sĩ bị ép phải tiến vào trong cung điện hoàng kim kia cũng chưa có chết, mà những tia chớp lúc này cũng chỉ nhắm vào bốn giải cường giả chứ không có giết chết đám người này. Đạo huynh, thủ đoạn thật sự rất cao nhen, khiến cho bốn tên sinh linh nhen nhóm thần hỏa phải nuốt hận, bội phục. Những người còn sống sót này vừa mừng rỡ và cũng vừa sợ hãi, vô cùng kính nể thạch hạo. Nếu như không có hắn thì chắc chắn đám người họ sẽ phải chết rồi. Đạo huynh xưng hô thế nào, vẫn nên là rời đi nhanh đi kẻo đám cung hỏa ma lại quay lại, lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Có người thiện y nhắc nhở. Thạch Hạo gật đầu, hắn biết thời gian gấp gáp thế nhưng vẫn khao khát truyền thừa của Long Ngao, con cự thú này có một chút khí tức chân long nên đáng để hắn mạo hiểm. Ma Vương, ưm, đây chính là bộ tộc Xích Vũ Hạc gọi ta. Thạch Hạo cười nói khiến những người kia chẳng biết nói gì cả, sau đó lại khiêm tốn tỉnh giáo, nói các vị đạo hữu có thể nói cho ta biết bên trong có gì không. Những người này cũng chẳng hề giấu giếm gì với hắn, nói cho hắn biết trong đó có một bồ đoàn rất quái lạ, còn có một bức tượng thần nữa, chính là bốn đại tường giả vì đụng vào thứ này nên mới tạo nên sát cơ như vừa rồi bỗng nhiên thạch hạo cảm nhận được một luồng khí thức đặc biệt trong chớp mắt ngửa đầu nhìn chằm chằm vào lôi thích mộc kia thì lập tức cảnh báo mọi người nói lùi mau giờ khắc này cây cổ thụ vốn không chút động tính gì lại đột nhiên hiện lên một luồng ý chí mở ảo quấn quanh lấy khung xương màu vàng của long mao tường tia điện được phóng ra ngoài không cần thạch hạo nhiều lời toàn bộ đám tu sĩ mặt mày trắng bạch ra sức bỏ trốn nên biết Trước đây không lâu bốn đại cường già cũng phải gặp nạn nên không cần nói bọn họ, chỉ cần bị đánh chúng thì chắc chắn sẽ phải chết. Thạch Hạo không ngừng lại, hóa ra một chùm phù văn sấm chớp bao quanh lấy mình, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Nhưng mà, sự tình phát sinh lại khiến mọi người giật mình, lôi kích mục buông xuống mấy chục luồng ánh chớp như thác nước này nhanh chóng đuổi theo hướng Thạch Hạo. Quái lạ, sao lại tập trung vào ta, tao đâu có chọc giận gì mày. Thạch Hạo thầm hô không ổn, chuyện này có chút xui xẻo, hắn cũng chưa hề tiến vào cung điện Hoàng Kim Thế nhưng giờ lại trở thành mục tiêu. Giang giác, cũng trong lúc đó, hắn nghe được thanh âm khác thường nào đó, cây cổ thụ bị đánh cháy đen kia bỗng nhiên mở rộng cành cây, một nhánh cây với nồng đậm tự khí kèm theo ánh chớp nhanh chóng phong tới. Ồ, có chút ý chí sinh mệnh, không phải là pháp khí. Trong lòng hắn giật mình, lúc này, những người kia cũng đã cảm nhận được, vốn ý chí rất mờ ảo thế nhưng đang dần tỉnh táo lại, nó có phản ứng, gốc cây này đang phục sinh. Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, cây cổ thụ bị sấm chớp đầy đáng sợ đánh cho cháy khét thế nhưng chẳng hề chết, hắn lập tức nhớ tới Liễu Thần, gốc cây trước mắt này không cách nào so sánh với Liễu Thần thế nhưng lại khiến hắn hoảng sợ. Nhánh cây đầy cứng rắn mang theo hàng chục ánh chớp to lớn nhanh chóng buông xuống, gần như đã đuổi kịp hắn. Đây là một cường giả, Thạch Hạo phán đoán, cảnh giới của hắn rất cao, không biết vì sao lại trầm miên ở nơi này. Hắn không chút do so dự lập tức lấy ra lò luyện đan, giờ nắp lên chuẩn bị tiến thân vào trong hồng tự vệ. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì bên trong lò còn có những vật khác, ví như đất của mộ tiên, nước trong thiên hà. Nhưng mà, khiến hắn kinh ngạc là, nguồn sức mạnh đầy kinh khủng đang lao tới từ đằng sau lại muốn nuốt lấy chiếc lò này, muốn tranh cướp với hắn. Không phải nhằm về ta mà là muốn đoạt chiếc lò này. Thạch hạo chấn động, cùng lúc đó, xung quanh tia chấp nhảy múa tựa như là vô ngàn kim xà, cảnh tượng kỳ lạ khiến người khác sợ hãi trong đó có tám chín người bỏ chạy cùng hướng với hắn thì bị đánh trúng, nổ tung ngay tại chỗ hóa thành mưa máu, sau đó lại bị đốt thành cho tàn. Việc này khiến mọi người sợ hãi, có thể thấy được cây cổ mộc này lợi hại cỡ nào rồi. Xa xa, những người khác nhìn thấy cảnh này thì run sợ tới tận linh hồn, cây lôi thích mộc này quá mạnh mẽ, bọn họ không ngừng chạy trốn không dám quay đầu lại. Một trong số đó có tu sĩ run giọng nói, đây chẳng lẽ là ma huyết quỷ thần thụ trong truyền thuyết thạch hảo không ngừng biến hóa phương vị dựa vào tốc độ kinh người để tránh khỏi công kích hắn cực tốc bỏ trốn hóa thành một luồng ánh chấp hình người chớp mắt đã chạy về phía chân trời thế nhưng khiến người khác kinh ngạc lại một nhánh cây khác lại xuất hiện ngăn cản ở phía trước ánh điện đánh chúng thạch hảo khiến hắn phun đầy máu tươi không chỉ vấn đề về tia chớp mà còn là thần lực đầy khủng bố nữa hắn quay đầu nhìn lại thi hoàng sợ xa xa toàn thân cây lôi tích mục phát ra ánh sáng xanh lục gần như phục sinh hoàn toàn cho mày, Thạch Hạo cắn răng nén lò luyện đan về sau, thế nhưng vẫn giữ nắm lò lại để bảo vệ bản thân, ngăn cản những tia chớp và thần lực đầy trời kia. Hai cành cây cứ rồng lượn nhanh chóng mở rộng ra, một trong đó cuốn nhanh lấy lò luyện đan, một cái khác thì đâm thẳng vào bên trong rút lấy tia chớp. Nó tới là vì khí thức lôi đình tiên đạo, Thạch Hạo đã hiểu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cành cây kia cứ như là thực vật khô héo trong sa mạc chờ đợi những cơn rông kéo tới, nó điên cuồng hấp thu, có thể nhìn thấy từng luồng ánh chớp đang lao ra từ lò luyện đan tiến vào trong thân cây. Thạch Hảo có chút đau lòng, đây là hắn dùng tất cả khí lực thì mới cướp được thứ trong mộ tiên và thiên hà, nhưng giờ lại bị gốc cây này chiếm đoạt. Nhưng mà, hắn không không quá mức đau buồn, ánh mắt lóe lên, trái lại đang chờ mong một chuyện. Quả nhiên không lâu, cái cây tỏa ra ánh sáng xanh biếc run rẩy kịch liệt, sau đó là biến thành màu đen, cứ như gặp phải chuyện đáng sợ gì đó, nó không ngừng vùng vẫy. Cùng lúc đó, cây cổ thụ xa xa kia cũng y như vậy, trên thân cây cũng xuất hiện một cái lỗi như là cái miệng, nó bắt đầu nôn ói, cả thân đây đều cúi gập xuống. Nguyền rùa, thạch hảo tin chắc đây chính là nguyền rùa của mộ tiên, hiện giờ đang phát tác trên thân lôi kích mộc, khiến nó gặp phải kiếp nạn khó mà tưởng tượng được. Bởi vì nguyền rùa này vô cùng thần bí, sinh linh càng mạnh khi dính phải thì càng đáng sợ, dù là giáo chủ thì xưa kia cũng vì thế mà chết trong thiên hà, khiến người khác phải kiêng kỵ. Vì vậy, vô số năm qua, các đại giáo chủ thượng giới ít có người dám đặt chân tới mộ tiên. Hiện giờ, lôi kích mục muốn hút lấy khí thức của lôi đình tiên đạo kết quả lại dẫn phát nguyền rùa lên trên người tự nhiên đã gặp phải xui xẻo, ứng phó mà không được thì chắc chắn sẽ chết đi. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt những ánh sáng xanh biếc của nó đã biến mất, thân cảnh trở nên khô héo biến thành màu đen, đồng thời toàn thân rung lên dữ dội. Quẹ, lỗ lớn trên thân nó cứ như đang nôn mửa những điện quang, lôi mang, còn có từng tia sức mạnh nguyền rùa. Hơn nữa, Bên trên cành cây của nó, hai chiếc lá còn xanh mơn mờn trước kia thì một trong hai chiếc này nhanh chóng khô héo mất đi sức sống, sau đó là rơi xuống dưới. Một chiếc lá còn lại kia cũng lờ mờ, tình huống vô cùng gay gâu. Việc này khiến thạch hạo giật mình, không ngờ nguyền rủa của mộ tiên lại kinh khủng với những cường giả có cảnh giới cao như vậy. Vù một tiếng, cổ thụ buông khung xương màu vàng của long ngao ra, dễ cây hạ xuống mặt đất cứ như là hai chân nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh. Thạch hạo đờ người, cảm thấy khó mà tin nổi hắn rụi rụi hai mắt, tin chắc mình không nhìn lầm. Gốc lôi kích mục này lại vô cùng sợ hãi lò luyện đan, hiện tại lại đang chạy trốn, nó một bên, nôn mửa, một bên chạy trốn, không ngừng ép những nguyền rùa, anh chớp ra ngoài. Thạch hảo không biết khóc hay cười nữa, rõ ràng rất nguy hiểm hơi tí sẽ bị người ta giết chết nhưng giờ lại xuất hiện tình cảnh buồn cười như vậy. Sau đó, hắn có chút sợ hãi, những dòng máu đen mà gốc cây kia phun ra rất nhanh đã biến mất hắn thu lại lò luyện đan rồi xông thẳng vào trong long ngao màu vàng kia cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa bởi vì thời gian cấp bách hắn tính được bốn đại cường giả kia chuẩn bị tới nơi rồi sau khi tiến vào trong xương sọ thì hắn nhìn thấy một chiếc bồ đoàn và một bức tượng thần thạch hạo dùng trung đồng quan sát thật kỹ thì vui mừng bên trong bồ đoàn có một tờ giấy màu vàng sáng chói trong lòng hắn nhảy rộn khẩn trương không gì bằng nếu như không có bất ngờ gì thì hơn nửa đó chính là truyền thừa mà long ngao lưu lại nên mới khiến hắn phấn khích như vậy. Hắn cẩn thận chạm vào thì phát hiện chẳng hề có chút ánh chấp nào bắn ra nên thở dài một hơi. Trước đây không lâu bốn đại cường giả không cách nào luyện hóa và cướp đoạt được hơn nửa có quan hệ với lôi kích mộc kia. Thạch hạo cẩn thận kiểm tra một phen thì vững tin, bồ đoàn này tuy có chất liệu bất phàm thế nhưng cũng không có gì cổ quái. Hắn nhanh chóng lại gần lấy ra một tờ giấy màu vàng. Xoẹt, hắn hóa thành một ánh chấp hình người nhanh chóng rời xa, cũng không muốn ở lại nữa bởi vì hắn sợ gốc cây kia trở lại, lúc đó chắc chắn sẽ gặp nạn. Hơn nửa, nói không chừng bốn tên cường giả nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma kia cũng đã tới. Tốc độ của thạch hạo cực nhanh cứ như tia chớp cắt phá trời cao, hắn không ngừng trốn chạy, đã đuổi kịp mười mấy người đã rời đi trước kia. Ồ, mà vương huynh, người cũng trốn ra rồi à, vừa nãy nguy hiểm thật đó. Có người mừng rỡ nói, đạo huynh quả nhiên lợi hại, trong tình huống nguy hiểm vậy mà vẫn tự vệ được, bình yên trở lại có người than thở, thật sự phục sát đất, tới cuối cùng, chỉ còn mười mấy người còn sống sót chạy ra, những người khác đều chết cả. May mắn mà thôi, cửu tử nhất sinh, gian nan trốn thoát. Thạch hạo khiêm tốn, hắn cũng không muốn giải thích gì nhiều, tờ giấy màu vàng kia tuyệt đối bất phàm nên không không muốn người khác biết tới. Theo việc Hoàng Kim Sơn sụp đổ, lôi tích mục phục sinh, trận pháp trăm dặm xung quanh đều phá hủy và tan rã mọi người một đường chạy trốn, thuận lợi thoát khỏi hiểm địa. Rốt cuộc cũng thoát rồi tất cả mọi người đều thở dài một cái có thể sống chính là thắng lợi to lớn nhất rồi mọi người cảm thán không thôi lần này bọn họ quá xui xẻo bị truyền tống vào một khu vực bị phong ấn muốn rời đi cũng chẳng được sau đó lại bị đám cung hỏa ma ép làm việc cũng may hiện tại lại thấy ánh mặt trời thoát khỏi tai ách ta nghĩ nhóm của chúng ta chắc chắn là chết nhiều nhất những tu sĩ ở khu vực khác cũng chẳng thế bất hạnh như chúng ta một tu sĩ thở dài nói hắn vừa dứt lời từ phương xa truyền tới một tiếng hét kinh thiên động địa chấn cho quần sơn run dày, vạn mộc múa lượn vô số lá rơi đó là sâu trong dãy núi ở phương xa có một bóng hình khổng lồ cả người là lông dày đen thui không ngừng dùng tay nện vào lồng ngực mình mà bên người lại có hỏa diễm đang nhảy múa đó là một con vượn lớn cao hơn cả núi lúc nó đánh vào lồng ngực thì phát ra tiếng sấm rền vang lúc nó hét lớn thì những ngọn núi xung quanh đều rạn nứt nó đột nhiên nhảy lên rồi đánh thẳng về một dãy núi, hai bên chém giết. Mà, dãy núi kia chính là một con rắn to lớn tới mức khiến người khác sợ hãi, lúc này bên thân nó cũng dập dờn hỏa diễm màu xanh. Hai vị thần linh đang chiến đấu, mọi người kinh ngạc, sợ hãi không thôi. Xem như ta, ta nói gì, tên tu sĩ vừa nói kia chợt run giọng, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, bên trong bí cánh nguyên thiên đâu đâu cũng là tuyệt địa, tràn đầy tính nguy hiểm, chỉ lơ là chút xíu chết ngay tức khắc. Quả nhiên cái gọi là cơ duyên lớn và vận may lớn cũng không phải ai vào cũng dễ dàng kiếm được, đều phải vượt qua kiếp nạn, thân tử đảo tiêu thì mới có cơ hội. Ta quyết định tìm một chỗ để trốn, chờ tới lúc kết thúc thì sẽ rời khỏi bí cảnh, thật sự quá đáng sợ. Có người tái mặt nói, những người khác cũng đồng cảm, đều cảm thấy vận may lớn kia quá xa với, muốn tìm kiếm, tranh cướp thì hơn nửa khó toàn thây. Chư vị, chúng ta từ biệt từ đây vậy, Thạch Hạo nói, xoay người rời đi, đa tạ ma vương huynh những người này đều dồn dập tỏ vẻ cảm ơn bọn họ biết thạch hảo vô cùng mạnh mẽ một người diệt toàn bộ đám người cung hòa ma tuyệt đối có lai lịch kinh người trong lòng bọn họ nhận định đây quá nửa là một vị sơ đài các ngươi nói hắn có thể là hoang không một ông lão lên tím tím nói bởi vì hắn từng thấy thạch hảo lấy ra lò luyện đan bên trong có thiên hà nên nghĩ tới dòng sông lôi đình của đảo ác ma hoang sao nghe quen tai vậy ta một người bỗng nói lẽ nào là hoàng đã lưu danh trên thần bia do ma tôn lập có người lộ vẻ sợ hãi khó mà tin được những người khác cũng y như gặp ma chỉ miếng há hốc miệng chứ chẳng biết làm gì nữa bọn họ linh cảm được vị thiếu niên ma vương đã cứu bọn họ kia chắc chắn sẽ tranh đầu cùng với các lộ sơ đại trong bí cảnh này sẽ khiến các giáo ngoại giới giật nảy mình nếu như là hắn bí cảnh sẽ càng thêm náo nhiệt sóng lớn gần nổi rồi bọn họ cũng không dám nán lại lâu ai nấy đều nhanh chóng biến mất cái gì hoàng kim sơn dạn nứt ánh chấp thu hồi, vận may lớn đã xuất hiện, mà chúng ta giúp đỡ không công cho kẻ khác. Ở nơi lối ra, đám người cung hỏa ma đều cắn chặt răng. Vốn là, xích lăng không muốn giết trở vào, thế nhưng những người của cung hỏa ma không đồng ý, bởi vì khu vực phong ấn đó quá nguy hiểm, không có mệnh phù giang thú thì nói không chừng sẽ chết ở nơi đó. Nhưng sau khi nghe được hắn nói cặn kẻ, vận may lớn xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Nhanh chóng mở tế đàn, ta phải tiến vào bắt cho bằng được tên nhiệt xúc kia, phải cho hắn sống không bằng chết. Xích lăng không ù một bụng tức giận, mặt mày thì bị người khác đạp lên, tức muốn chết đi. Cuối cùng, bốn đại cường giả của cung hỏa ma lên đường, những người khác ở lại. Thạch hạo cùng những người kia vừa biến mất thì đám xích lăng không vừa tới, thời gian như kẻ trước người sau, sau khi nhìn thấy khung xương màu vàng khổng lồ nơi đó cả bốn người đều thèm thuồng. Cự cung là do khung xương long ngao biến thành, không nói thứ khác, chỉ riêng thần cốt này cũng là bảo liệu của luyện khí rồi giá trị khó mà đánh giá được lôi kích mộc đâu bọn họ nghi hoặc bởi vì cây cầu thủ kia mới thật sự là thiên tài địa bảo ẩn chứa lôi điện đủ giết chết bọn họ giá trị càng lớn hơn còn tên nhiệt xúc kia đi nơi nào xích lăng không nghiến răng nghiến lợi oán hận vô cùng chúng ta tìm kiếm thử bọn họ không vội vàng thu lấy khung xương khổng lồ kia vì sợ xảy ra nguy hiểm bốn người hết sức cẩn thận nhằm về bốn phía ra sức tìm kiếm manh mối của mấy người thạch hạo. Sau đó không lâu, từ phương Tây truyền tới âm thanh lớn, tia điện ngập trời. Xảy ra chuyện gì thế? Cả ba phương hướng còn lại kêu kinh ngạc, đám xích lăng không nhanh chóng bay vút lên trời cao nhìn về nơi đó. Cứu mạng, trong ánh chớp truyền tới tiếng kêu la đầy sợ hãi. Phương hướng đấy có một tên cường giả nhen nhóm thần hỏa phát hiện ra lôi kích mục, ánh mắt đỏ kè nhưng không cách nào tiếp cận được, sau đó thì gốc cây đó chuyển động tấn công hắn việc này khiến hắn hoảng sợ, đây không phải là pháp khí mà là một sinh linh có ý chí. Tia điện bổ tới khiến hắn chay khét, lập tức hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, gốc cây này không ngừng nôn mừa, cái lỗ trên thân cứ như là miệng rộng ói ra một chút máu đen rơi lên thân hắn, khiến nửa người hắn bắt đầu thối rửa. a à, chẳng lẽ đây là ma huyết quỷ thần hủ, tiếng gào thét truyền ra biểu đại vẻ sợ hãi của hắn, mà âm thanh kia cũng là lời nói cuối cùng của hắn. Rất nhanh, hắn bỏ mạng, cả người thối rửa hóa thành một vũng máu đen. Phương xa, ba người xích lăng không nhìn thấy cảnh này thì tê dại ra đầu, cơ bản không dám tới cứu viện, đặc biệt khi nghe được cái tên cây cổ thụ kia thì càng sợ hãi hơn. Ma huyết quỷ thần thụ, thật sự có sinh linh này à? Bọn họ sợ hãi, truyền thuyết, loại cây này ẩn chứa ma huyết, đồng thời có thể hóa thành cây và cũng có thể hóa thành quỷ thần hình người, vô cùng đáng sợ. Từ xưa tới nay, sinh linh này đều cực kỳ ít ỏi, nó tới từ khu vực không người đầy rộng lớn của thượng giới, tương tự như bù ma thụ, cực kỳ khó dây vào. Trên thực tế, trong khu vực không người kia, bất luận sinh linh nào cũng đều rất kỳ lạ, vô cùng mạnh mẽ. Tỷ như, từng có một vị bá chủ tiến vào khu vực không người tìm kiếm, sau khi bước qua một bãi bùn nhỏ màu vàng thì liền, thân từ đạo tiêu. Còn có giáo chủ đầy mạnh mẽ từng phát hiện ra một giọt nước tỏa ánh sáng lung linh, vừa mới chạm vào thì thần hồn tan rã. Cũng có người phát hiện được chứng chân long kèm theo khí hỗn độn, thế nhưng cũng không cách nào mang ra được chúng ta đi, ba người xích lăng không rời đi, cơ bản không dám nán lại lâu và cũng chẳng dám đi trả thù. Hồng rồi, nó bị chọc điên, đang đuổi tới. Chết tiệt, nhất định là tên nhiệt xúc chuyên gây phiền toái kia, những món nợ vừa rồi đều đổ hết lên đầu chúng ta. Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, rầm rộ trở lại để tìm kiếm tạo hóa, giờ thành kẻ bị ma huyết quỷ thần thụ truy sát. Chúng ta phải truyền tin tức này ra, các giáo chủ thượng giới đều muốn biết về khu vực không người kia, mà nơi đây lại có một ma huyết quỷ thần thụ cổ xưa. Xích lăng không nói, lẽ nào bí cảnh này nối liền với một khu vực không người nào đó. Bọn họ cảm thấy, những bị bá chủ kia nhất định sẽ cảm thấy thích thú. Chỉ là, trước mắt thoát thân là quan trọng nhất, có thể sống thì mới tính được những chuyện sau. Ngoài chín ngàn dặm, thạch hạo ngừng lại, hắn vô cùng cẩn thận, khu bí cảnh này quá đáng sợ, dọc theo đường đi hắn mấy lần gặp phải nguy hiểm, từng suýt chút nữa đã đối đầu với thần linh. Đột nhiên, trong một hang động cổ trên vách núi có một con sâu vàng đang bò ra, nó dài như cánh tay, phun ra vô số ánh kim loại cứ như ánh tím, không ngừng cắt đứt các cửa mộc vách đá. Hắc lân trùng, thạch hạo kinh ngạc, đây là một loại dị trùng, bên ngoài thân thì có vẽ kỳ lân, vô cùng hùng mạnh đồng thời sống kiểu quần cư. Khiến hắn như kỹ cũng không phải sự đáng sợ của loại trùng này, mà giá trị dùng làm dược của nó cực cao, trong đan phương của thạch tộc có nhắc qua con cổ trùng này. Vốn hắn cũng đã được đủ linh dược, chỉ còn thiếu chút khoáng vật, dết, rắn, có thể dùng những thánh dược để bù đắp cũng được, nhưng giờ lại thấy một bảo trùng quý giá như vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vù, cỏ động truyền ra tiếng nổ vang, sau đó là mấy vạn con hắc lân trùng lao ra ngoài, đồng thời hóa thành khí kim loại hóa thành ánh kiếm, không gì không xuyên thủng được. Hung tàn như thạch hảo cũng phải tránh lui, sợ hãi không thôi. Bỗng nhiên, bên trong hang động lóe lên ánh bạc, một con trùng vương xuất hiện, nó cũng chỉ dài bằng cánh tay thế nhưng cả người phát ra ánh bạc, bên ngoài cơ thể có một bóng mờ của kỳ lân. Thứ đó được hình thành từ phù văn, bên ngoài cơ thể hóa thành một con kỳ lân bạc lơ lư lưỡng giữa hư không, thần dị và mạnh mẽ. Một con ngân trùng vương hiếm thấy, thạch hảo vừa mừng vừa sợ, thứ này quá hy hữu rất khó phát hiện, dù là các dược liệu trong bảo khố của đại giáo bất hủ cũng rất hiếm có. Trùng vương bạc này có thể xưng là thần trùng, danh xưng như thế này thì có thể thấy được sự quý giá của nó. Rất nhiều thần đang muốn luyện thành thì cần phải dùng tới nó, có thể rèn luyện ra thần dược như thế bắt được nó ta có thể bế quan ngay tiến hành trùng tu rồi thạch hạo lộ ra ý cười căn cứ vào đan phương của thạch tộc phối luyện những linh dược và thần trùng vào một lò khi trùng tu cảnh giới thì sẽ có tác dụng cực lớn tiến thêm viên mãn hơn trên thực tế đám hắc lân trùng này đã xem hắn là con mồi tiếng ông ông không ngừng phát ra đồng thời nhào về trước đặc biệt là con trùng vương màu bạc kia toàn thân lấp lánh ánh sáng không ngừng xây dựng ra một con kỳ lân trong hư không phát ra kiếm khí sắc bén chém về phía hắn. Thạch hạo né qua đại quân thần trùng, nhìn chằm chằm vào ánh bạc kia, cũng không chống lại với hàng vạn con dị trùng màu đen, khi kim loại dâng lên, hình thành nên hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm, khiến cho vô số đất cả và cổ mộc nổ tung. Xoẹt, thạch hạo hóa thành một tia điện, lợi dụng bay thẳng lên trời cao, dùng hết khả năng tung ra một bàn tay lớn bằng sấm xét chụp lấy con trùng vương kia. Đột nhiên, một luồng ánh tím xẹt qua, đó là một luồng ma âm kèm theo một mũi tên rực rỡ đầy phù văn phá không tiến tới, xuyên thẳng bàn tay bằng ánh chớp kia của Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, thu lại thủ trường nhìn về cách đó không xa. Người có thể đi rồi, con trùng vương này ta sớm đã để ý, đợi chờ từ lâu. Một chàng trai xuất hiện, nơi lưng mang một đại cung màu tím, vóc người cao giáo, mắt như sao sáng. Thần sắc của hắn bình tĩnh, tự tin và ung dung, đứng nơi đó nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn hắn, rốt cuộc cũng nhận ra đây là một trong hai người mà đại nhân của tiên điện đã mang vào trong bí cảnh là người hầu của hắn thế nhưng ngoại giới đều đồn rằng hai tên người hầu này đều lợi hại hơn đám thánh nữ thần tử nhiều thiên phú tuyệt luân vô cùng kinh khủng một tên đầy tớ mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy thạch hạo cười cười hắn nhìn ra được tên này quả thật lợi hại thế nhưng hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với đám tiên điện cộng thêm dáng vẻ của đối phương như vậy tự nhiên hắn cũng chẳng nề nang làm gì Xoẹt, thánh quang lóe lên, một cô gái áo trắng mang theo khí thức tiên đạo từ trên trời giáng xuống, phong thái tuyệt thế, mở ảo linh động và xuất trần, đó chính là chủ thân Nguyệt Thiền. Xoẹt, thần hà năm màu tỏa ra, một thiếu niên anh tư xuất hiện, trên người mặc chiến y trường sinh, long hành hổ bộ, thần tư khiếp người, ánh mắt đầy tự tin, chính là Tần Hạo, hắn cũng xuất hiện ở nơi này. Thạch Hạo kinh ngạc, vì sao? Đột nhiên hắn lại gặp hai cố nhân, tất cả đều cùng hiện thân chủ thân nguyệt thiền mái tóc đen lấp lánh buông xóa xuống chiếc cổ trắng ngần cặp mi rất dài linh thân rực rỡ hào quang phi phàm là một mỹ nhân tuyệt trần lần này gặp lại trong lòng thạch hạo bỗng xuất hiện cảm khắc khó tả từng bắt được thứ thân của nàng trong đêm động phòng hoa trúc thì quyến rũ xinh đẹp hiện tại với khoảng cách gần như vầy gương mặt trái xoan đôi môi kiều diễm ánh mắt như trăng hô hấp cũng có thể cảm nhận được tự nhiên sẽ phải ngắm nhìn chủ thân nguyệt thiền nhìn về phía thạch hạo lộ vẻ khác thường nàng rất khó hiểu, trước giờ chưa từng thấy qua thiếu niên thanh tú này, vì sao khi nhìn lại thì trong lòng nổi nên gợn sóng khó tả. Nàng tỏa ra thần thức để quan sát thật kỹ, muốn hiểu toàn bộ về thiếu niên kia. Thạch hạo phát hiện nàng càng lợi hại hơn xưa, sức mạnh thần thức cũng đã vượt qua đồng đại, trong mi tâm của nàng tựa như có một vầng minh nguyệt rực rỡ hoàn mỹ, mang theo một luồng khí thức của thần linh. Hắn vẫn hoài nghi, trong thức hải của Nguyệt Thiền có thể có một vị nữ thần đang ngủ say. Ta thừa nhận rằng, ta rất mạnh mẽ, oai hùng cái thế, nhưng mà nàng cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu. Thạch Hảo mỉm cười nói, Nguyệt tiền kinh ngạc, nàng nhìn thấy Tuấn Kiệt tuổi trẻ này không có lúm cúng chân tay mà lại biểu đạt vẻ bất phàm của bản thân, lại còn trêu chọc ngay trước mặt nàng. Cặp mắt của nàng khẽ đảo, hé bờ môi đỏ, đạo huynh, con trùng vương này có tác dụng lớn với ta, có thể hay không nhường lại. Ta sẽ bồi thường một món khác, không thể, nó cũng có tác dụng lớn với ta. Thạch Hảo từ chối thẳng dây cung run lên, người thanh niên trẻ tuổi đến từ tiên điện cầm đại cung, ánh mắt thâm thúy, tia sát khí lộ ra ảnh hưởng tới thần tiễn trong tay. Ta khuyên ngươi nên cách xa ta một chút, thạch hạo liếc hắn, chàng trai trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, vóc người cao giáo, tóc đen buông xóa, hai mắt có thần, anh tư siêu phàm, có tin đồn hắn cũng chẳng kém thiên kiêu trẻ tuổi của các tộc làm mấy. Bất kể nơi nào hắn tới thì các giáo đều kính lễ không dám đắc tội, hắn mặc dù là người hầu của đại nhân tuổi trẻ tiên điện thế nhưng địa vị lại rất cao. Người đang nói chuyện với ta à? Trần Thanh mở miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, miệng lộ nụ cười gần còn có chút tự tin, nói, ngươi sẽ hối hận đó. Thân thể của hắn phát sáng, phù văn trên mũi tên lấp lóe lộ ra luồng sát ý kinh thiên. Chậm đã, Nguyệt Thiên ngăn cản hắn lại, không muốn hắn động thủ, luôn cảm thấy chàng trai trước mắt này không cách nào nhìn ra được, rất không bình thường. Con trùng vương này, ta muốn, đúng lúc này, Tần Hảo mở miệng, trên người hắn mặc chiến y trường sinh, giơ tay nhấp chân đều có phong thái hơn người lúc này toàn thân hắn có một lớp ánh sáng thần thánh giáp trụ bóng lưỡng tuy tuổi không lớn thế nhưng khí chất lại ung dung vô cùng tự tin nhìn chằm chằm thạch hạo. thạch hảo sắc mặt bình tĩnh mặc dù là đệ đệ của mình nhưng hiện tại sẽ không nhường bởi vì con trùng vương này có tác dụng cực lớn với hắn cũng không không thể tranh huống hồ hiện tại không thể thừa nhận sự quen biết với tần hảo vô duyên vô cớ nhường cho hắn thì sẽ khiến người khác hoài nghi nếu ai cũng muốn thì hãy dùng bản lĩnh của mình đi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, đứng ở nơi đó đơn độc chống lại ba người, sự ung dung và bình tĩnh không cách nào nói thành lời được. Việc này khiến ba người kinh ngạc, người này là ai? Từ chối thần nữ của bổ thiên giáo, coi rẻ phụ tá đắc lực của truyền nhân tiên điện, bình tĩnh đối mặt với tần hạo sở hữu hai khối tiên cốt. Nếu là cường giả bình thường sớm đã khuất phục rồi, đời nào dám động tới ba địa cao thủ này, lẽ nào hắn cũng là một sơ đại. Nhưng, chưa bao giờ thấy qua. Ừm, um, đột nhiên, phương xa truyền tới âm thanh như sấm rền, đi kèm là tiếng gào thét của hung thú cùng với hỏa diễm thần linh ngập trời, có một cuộc quyết chiến kịch liệt đang xảy ra. Có người đang hét lớn, thì thoảng có phù văn đầy trời, một bóng mờ cầu tòa tiên điện bằng đồng xuất hiện trên vòng trời, to lớn và uy nghiêm chấn động lòng người. Đại nhân, chàng trai Trần Thanh tới từ tiên điện lộ vẻ kinh sở, có thể thấy được, bên dưới tiên điện bằng đồng được hình thành từ phù văn kia truyền nhân nhân tiên điện đang trầm chiến kích hư không trong tay, hắn đang nghênh chiến đại địch. Nơi đó lánh lánh kim đăng, có chim thần bay lượn, rất kinh khủng. Thạch hạo rõ ràng, nơi này không bình thường, khả năng có món gì đó xuất thế hoặc là biến cố gì đó, nếu không sao lại xuất hiện nhiều trí tôn tuổi trẻ vậy chứ. Đưa đây, Trần Thanh mở miệng đầy lạnh lẽo, dơ lên đại cung, thần tiễn màu tím lóe lên, hiện tại thời gian rất gấp rút không thể trì hoãn được nữa, hắn còn muốn tới trợ giúp địa nhân của tiên điện. Cút, Thạch Hảo chỉ nói một chữ, hắn có đại thù với tiên điện, giờ lại bị uy hiếp như thế thì càng tức giận hơn. Nguyệt Tiên lần này cũng không có ngăn cản mà chỉ đứng một bên, ánh mắt trong suốt nhìn về cuộc đại chiến nơi xa, bên kia mới chính là chiến trường thật sự, không chỉ có một vị sơ đại tham dự. Vèo, đột nhiên, Trần Thanh ra tay, dương cung mở tiễn. Hắn tự nhận mình có thể đặt ngang hàng với trí tôn tuổi trẻ, có thể tranh hùng với đám nhân vật ấy, cho nên cần gì để ý tới một cường giả trẻ tuổi không tên tuổi chứ phải bắn chết hắn cướp lấy thần trùng màu bạc kia. Thạch Hạo giơ tay chụp lấy mũi thần tiễn đó, hắn chẳng thèm tránh né, hai bên chạm nhau phát ra tiếng kim loại, tia lửa văng khắp nơi. Keng, một tiếng, hắn nắm lấy thần tiễn, giam cầm trong tay. Trong lúc này, Trần Thanh sớm đã chuyển động, chớp mắt khi thần tiễn lao đi thì chân thân vọt tới, triển khai bảo thuật của tiên điện hồng trấn áp Thạch Hạo. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiền cũng xuất thủ, Tần Hạo cũng đánh về trước, đều nhằm phía trùng vương màu bạc kia. Hả? đầu tiên thạch hảo vỗ một trường về phía trần thanh sau đó là xoay người nhằm phía hai người kia không thể để họ đắc thủ được con trùng vương này quá quý giá bỏ vào trong dược đỉnh thì có thể rèn luyện bản thân giúp hắn càng thêm hoàn mỹ hơn hắn một quyền đánh tới thần lôi như thác nước ánh điện phân tán chấn cho hư không rung ầm ầm nguyệt thiền quay đầu lại tay nắm pháp ấn ánh trăng trong sáng chiếu tới nàng kỳ ảo như tiên tần hảo cũng dừng lại giáp trụ trên người phát sáng hắn phóng thẳng lên trời đánh hướng về thân thể của thạch hạo ánh quyền lấp lánh bùng phát ra phù văn vô lượng đủ khiến đồng đại kinh sợ âm uhm, thạch hạo hờ hững nâng quyền đánh về trước một đòn quyền này khiến hư không chấn động vang lên ong ong mấy người khác đều giật nảy mình va chạm này vô cùng mạnh lấy bọn họ làm trung tâm những gợn sóng thần lực xuất hiện vô số những ngọn núi đá phía trước đều sụp ra có hang động nổ tung đồng thời hắc lân trùng kêu lớn rồi nổi loạn tất cả đều phun ra khí kim loại cứ như là ánh kiếm ngang trời. Một đòn qua đi, thạch hạo bình tĩnh đứng yên nơi đó. Tần hạo tim đập thình thịch, bảo thuật của đối phương ngang mình thế nhưng thân thể sao lại kinh khủng như thế. Trong cơn bảo tác chẳng hề lung lay, khiến hắn bất ngờ cực sâu. Nguyệt Thiền cũng kinh ngạc, người này tới cùng là ai? Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ cùng với ba đại cao thủ, trông có vẻ rất ung dung và chẳng hề rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa vận toàn lực, muốn cùng ngang địa vị với ba đại cao thủ sao. Xoẹt, Trần Thanh đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về phía trùng vương màu bạc kia hòng đoạt lấy. Hai mắt của Tần Hạo cũng lấp lánh, chiến y trường sinh càng thêm sáng sực, trong nháy mắt nhỏ tới, lòng bàn tay lóe lên phù văn kèm theo là thần quang ngũ hành. Thần thuật của Bất Lão Sơn, Trần Thanh thất kinh, đối mặt với bí thuật này thì hắn rất kiêng kỵ, lập tức lướt sang ngang né tránh đòn đánh này, sau đó là một ra một quyền lôi đình. Hai người va chạm, đám hắc lân trùng ở phía trước tức giận, những người này chẳng hề để chúng vào mắt, dám chiến đấu trong lãnh địa của mình. Trùng vương màu bạc chỉ huy, vô tận phù văn vọt lên rồi ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một sát chiêu tuyệt thế nhầm về không trung. Bất kể là Tần Hảo hay là Nguyệt Thiền đều giật nảy mình, mà Trần Thanh đứng mũi chịu sào, vừa khéo che chắn ở phía trước, gặp phải xung kích đáng sợ này thì hắn hét dài một tiếng, nhanh chóng phóng từ mặt đất lên trời cao. Đầu tiên hắn va chạm với Tần Hảo nên gặp phải sức lực cực mạnh chấn thân thể hắn run lên, sau đó lại bị phù văn của bầy trùng cắn giết, đầy trời là kiếm khí kim loại khiến hắn phải tránh lui. Nhưng lúc này, Thạch Hạo xuất hiện, từ trên trời giáng xuống một cước, đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Ngươi dám, Trần Thanh tức giận, bên dưới là bầy trùng nổi giận, toàn lực cắn giết hắn, bên trên lại là một đòn của Thạch Hạo, hơn nữa lại nhầm ngay đỉnh đầu mình. Dù thế nào, hắn cũng không muốn người khác đạp lên đầu lâu, đó là một loại sỉ nhục nên hắn nâng quyền oanh kích. Nhưng mà, người bên trên lại có sức mạnh kinh thế, cứ như ngọn núi lớn ép xuống, tiếng gió vù vù, khiến hắn cảm thấy mặt mày đau đớn cứ như bị dao cắt đứt vậy. Con đường bên trên của Trần Thanh bị ngăn cản, bên dưới thì vô số phù văn quét tới khiến thân thể hắn run lên, gặp phải khí thức kim loại đang không ngừng ăn mòn của đám hắc lân trùng đang phóng lên, cả người xuất hiện đầy dãy vết thương. Bụp, hắn nhổ ra một ngụm máu, thân thể lào đảo, tinh khí tiên thiên tản ra, vô cùng suy yếu. Thạch hảo từ trên giáng xuống, một cước lại nện, cứ như là thiên thần thần dũng vô địch, phòng ấn trời cao khiến Trần Thanh sợ hãi, khó mà tránh né. Trần Thanh hét dài một tiếng, hắn hóa ra một ánh trường mười mấy trường nện lên trời cao, thế nhưng vẫn vô dụng, chân to hạ xuống, nguy nga như núi. Trần Thanh tức giận, phía dưới là đám trùng đang phát sáng, tạo thành uy hiếp đầy đáng sợ, có ánh kiếm đang chạy nhảy trong cơ thể. Mà giữa trời lại là bàn chân ép xuống gần kề với đỉnh đầu hắn, lúc này hắn gặp trọng thương do bầy trùng gây ra nên lực bất tòng tâm, cảm thấy tức giận, thét dài không thôi. Ừm, hắn giơ hai tay lên đỡ lấy, coi như là bản vệ được bản thân thế nhưng đầu tóc rối bời, xương sọ đau đớn, máu huyết chảy ra, suýt nữa đã bị đạp tan xương sọ, từ trong không trung lao thẳng xuống dưới bầy trùng. Bụp, máu tươi tư tung, hắn liên tiếp gặp phải xung kích phù văn, đều là kiếm khí kim loại do hắc lân trung phóng ra khiến hắn gặp nguy tới tính mạng. Trần Thanh hét thảm, thân thể như nứt ra, hắn ra sức dãy ruộng giết thẳng về phía trùng vương kia. Từ khi bắt đầu tới hiện tại, tất cả cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức người thường không cách nào phản ứng kịp, vậy mà Trần Thanh lại bị trọng thương. Tần Hảo, Nguyệt Thiên đều giật nảy mình nhưng giờ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, cả hai lao nhanh xuống hòng cướp lấy trùng vương. Bởi vì Trần Thanh rơi xuống nơi đó nên đã quấy nhiễu bầy trùng, chính là cơ hội tốt. Thạch Hảo cũng hạ xuống, công kích với tính chất lựa chọn hồng dẫn dụ một vài đầu lĩnh của bầy trùng nhằm về phía ba người kia. Ngày đó khi Hoàng Điệp nhờ đám trùng tìm kiếm tổ phụ thì hắn ở bên quan sát, hiểu rõ về trùng tộc hơn xa những người khác. Bầy trùng gặp phải xung kích của bốn đại cao thủ lập tức tan rã, dù số lượng lớn hơn nữa cũng khó mà chống được vài vị, sơ đại. Tia chấp như thác nước, ánh chấp như biển, thạch hảo từ trên trời giáng xuống đi kèm là vô tận phù văn, đưa tay bắt lấy trùng vương rồi nhanh chóng phong ấn ném vào trong dược đỉnh. Ba người kia đồng thời quay lại, tần hảo và nguyệt thiền ánh mắt đầy thâm thúy, tuy rằng không cam thế nhưng cũng không có ra tay ngay lập tức bọn họ từng đối trường qua với thạch hảo nên biết người lại lợi hại ra sao vì một con trùng vương mà quyết sinh tử thì không đáng trần thanh tóc tai bù xù máu me khắp người sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi hắn bị thạch hảo đạp thẳng lên đỉnh đầu suýt nữa thì chết đi là sự lăng nhục to lớn hắn muốn quyết chiến một trận sinh tử ta khuyên ngươi nên cách xa ta ra một chút thạch hảo vẫn là nói câu nói kia trần thanh khắc chế bản thân không muốn rơi vào trạng thái chiến đấu khó khăn, bởi vì hắn bị bầy trùng gây nên thương tích không nhẹ. Thạch Hảo cũng không có ra tay, hắn có thể cảm nhận được đang có một sơ đại đang âm thầm theo dõi, xa xa có tiếng gào thét của truyền nhân tiên điện, không muốn để người khác kiếm lợi nơi này. Trần Thanh không cam lòng thế nhưng cũng phải rút lui, Tần Hảo, chủ thân Nguyệt Thiền cũng biến mất, không muốn chỉ vì một con trùng vương mà lại quyết sinh tử với Thạch Hảo, bởi vì phía trước còn có tạo hóa vô cùng lớn. Tất cả đám người đang âm thầm theo dõi kia đều dùng mình, không chút tiếng động rút lui bọn họ biết bên trong bí cảnh này lại nhiều hơn một vị trí tôn trẻ tuổi một mình có thể chống lại mấy vị đại cao thủ khóe miệng thạch hạo lộ ý cười hắn lóe lên rồi biến mất hiện tại hắn muốn tăng cường thực lực để bản thân tiến bước đại viên mãn ra ra cũng tới sao đồng thời hắn tự nhủ thanh niên đặc biệt kia nếu là đại ma thần thì nhất định sẽ theo tần hảo tới nơi này mà hiện tại hắn cần phải tăng cường sức chiến đấu chờ người kia xuất hiện tới lúc đó thì có thể sẽ xác định có phải là thập ngũ ra hay không. Tia chớp đầy rời, ánh quyền của một người giỏi sáng trời cao, thiềm điện tử đang ra tay đại chiến với người khác, khu vực này khó mà yên tĩnh được, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch hảo không rõ, mãi tới hơn nửa canh giờ sau thì hắn gặp được một vài tu sĩ có tu vi không cao, sau khi hỏi bọn họ vài ba điều thì dẫn hiểu rõ, nơi đó có thể sẽ xuất hiện một con trùng đế. Hay có thể xưng là vương vạn trùng trong phạm vi mấy ngàn dặm này sinh sống rất nhiều bầy trùng với những chủng loại khác nhau, các bầy trùng lớn đều có vương, có người phát hiện trong một hang động cổ ra tràng vực cho trí tôn nguyên tiên lưu lại, là muốn bồi dưỡng nên vương vạn trùng. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều trùng vương của các chủng tộc khác nhau quyết chiến và nuốt chừng, cuối cùng sẽ tiến hóa ra trùng đế. Có người phát hiện ra di cốt của một vài thần trùng trong một động phủ cổ, khiến người khác giật mình chính là, chúng nó cũng không thuộc về bộ tộc nào cả, mà đôi bên nút trùng tiến hóa nên được sinh ra, đạt tới tình trạng đầy đáng sợ. Mọi người suy đoán, đó là nơi mà dị trùng đã sinh sống, lột xác và tiến hóa, có thể không còn vương vạn trùng nhưng cũng cách không xa. Việc này đã kinh động tới một vài sơ đại nên đã hấp dẫn bọn họ tới đây tìm kiếm trùng xào, muốn thu và bồi dưỡng lấy ấu trùng của vương vạn trùng. Nơi này có ấu trùng của vương vạn trùng, Thạch Hạo kinh ngạc, chính xác là có người phát hiện ra cho nên mới khiến một đám trí tôn trẻ tuổi tranh cướp đó một vị tu sĩ lên tiếng, hắn chỉ về khu vực trung tâm ở phía trước, nơi đó có năm tòa thần sơn tràn ngập tiên quang năm màu. Ở khu vực này, có một vài dấu vết của vương vạn trùng, còn có hang ổ đầy đáng sợ, có cả vài chiếc kén đã niết bàn và tiến hóa. Vương vạn trùng thì có lợi gì chứ? Thạch hạo không hiểu, đáng để mọi người tranh cướp sao? Tác dụng rất lớn, một khi xác định là vương vạn trùng, thì chắc chắn nó có linh tính thông tiên, có thể xưng là trí bảo vô giá. Có người than thở. Dựa theo lời của những người này, Vương Vạn Trùng không chỉ có sức chiến đấu với sơ đại mà có thể trưởng thành cùng với trí tôn trẻ tuổi, trở thành phụ tá đắc lực cho mình. Hơn nữa, linh tính của Vương Vạn Trùng rất kinh người, mẫn cảm với một vài kim loại nên có thể khai quật thần quáng dưới lòng đất, khai thác các loại tiên liệu như hư không kim, còn có thể trợ giúp luyện khí. Còn có một vài Vương Vạn Trùng mãn cảm với đạo tắc thiên địa, có thể nắm bắt được những quy tích phù văn để tìm kiếm động phủ của tiền nhân ẩn giấu trong thiên địa, có thể phát hiện ra những di tích trí tôn tương tự như bí cảnh nguyên thiên. Những năng lực mà những người này nói đều không phải của trùng đế nên khiến Thạch Hảo vô cùng giật mình, vương vạn trùng giá trị quá cao, đáng hơn để sơ đại tử chiến tranh đoạt. Nếu như ở bên ngoài thì những vị bá chủ kia chắc chắn cũng sẽ ra tay. Trong lòng hắn hơi động, lập tức nghĩ tới Hoàng Điệp chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở thời thái cổ, thường ngày gần như không xuất thế, lẽ nào nó lại là vương vạn trùng. Thạch Hảo có thể vững tin, hoàng điệp có một loại uy thế khó tả đối với các bầy trùng, có thể hiệu lệnh đám này, dường như là vua của các tộc. Vì vậy, sau khi hắn hiểu được chút tạo hóa đó thì cũng chẳng vội vã đi tranh đấu làm gì, hắn đã có hoàng điệp, tin chắc không hề kém cái gọi là vương vạn trùng. Trước tiên nên tu hành, để bản thân viên mãn, thạch hảo bay ra nơi xa, không có rừng ở khu vực này, hiện tại sơ đại đang tranh đấu, còn có một vài sinh linh nhen nhóm thần hỏa lui tới nên vô cùng nguy hiểm, không thích hợp để bế quan. Trên đường đi, Hắn kinh ngạc phát hiện ra rất nhiều bầy trùng cho nên xuất thủ bắt lấy một vài con trùng quý báu. Xích thiên ngô, bát túc bích thiền, hàng kim hạt. Cặp mắt của thạch hảo sáng rực lên, những kỳ trùng này đều hiếm có, bên ngoài gần như đã tuyệt trùng nhưng ở đây lại hình thành nên một bộ tộc, là bảo dược của trời xanh ban tặng. Đồng thời hắn cũng phát hiện, những nơi mà đám sinh linh này cư trú, bên trong những hang động cổ đều có bảo liệu kinh người, đều là những khoáng vật hy hữu cần thiết để luyện dược, tỉ như ứng long thổ, kim hạt thạch quá tốt mà, thạch hảo vui mừng, cứ thế này thì cơ bản không cần dùng những vật phẩm khác để thay thế, những chân vật kia đều tìm đủ cả rồi. Hắn vận chuyển lôi điện hóa thành ánh chấp hình người, rất nhanh chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi thạch hạo rời đi thì xích lăng không cùng với một vị nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma trốn vào nơi này, chỉ còn lại hai người bọn họ, hai người kia đã mất mạng. Tên nhiệt xúc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định phải tìm cho ra và giết chết người. Hai người đều hận thạch hảo tới thấu xương, sau khi nghe được tin tức nơi đây xuất hiện trùng đế thì động lòng lưu lại thạch hảo đi xa thằng tới 8 ngàn dặm thì mới chọn một dãy núi yên tĩnh và an lành rừng chơi sau đó đào một tòa động phủ và bố trí trận pháp rồi bắt đầu bế quan ở chu thôn hắn ngoại trừ bù đắp pháp tắc thì còn trùng tu xong xuôi bàn huyết cảnh lần này cần đắp nặn lại động thiên trên thực tế đây chính là cảnh giới mà hắn coi trọng nhất những cảnh giới hóa linh minh văn liệt trận có thể không cần tái tạo cũng được nhưng cảnh giới này phải thật nắm chắc bởi vì hắn có thể cảm nhận được, bí cảnh này quá mức không tầm thường. Ngày xưa, lúc hắn mở ra thập đại động tiên thì đã khiến các tộc ở hoang vực khiếp sợ, sức chiến đấu vì thế mà ngạo thị đồng đại, có diệu dụng kinh người. Từ khi hắn phục sinh lại thì vẫn không ngừng nghiên cứu vạn linh đồ, dựa vào nó để lĩnh ngộ nguyên thủy chân giải nên có thu hoạch cực kỳ lớn, hắn muốn dựa vào thứ này để đắp nặn lại động thiên. Hắn ao ước đột phá, mở ra một con đường khác. Trong lòng núi, động phủ mà thạch hạo đào ra đã ngăn cách với ngoại với một chiếc đỉnh lấp lánh ánh tím từ xương cốt đang phát sáng bên trong linh tuyền đã sôi trào chiếc đỉnh này chiếm được từ cung hỏa ma bên trong còn có hơn trăm cây linh dược đây là một chiếc dược đỉnh cấp thần dùng để rèn luyện bản thân và bảo dược thì quá đủ rồi những bí cảnh khác có thể từ bỏ không cần trùng tu thế nhưng động tiên cảnh nhất định phải tái tạo thạch hạo lẩm bẩm hắn ngồi xếp bằng bên cạnh dược đỉnh rất nhanh hắn ném từng cây bảo dược vào trong đỉnh ánh sáng lung linh tỏa ra. Hoàng kim tham bổ huyết đứng đầu, có thể giúp bảo huyết tiến hóa. Linh dược mặc dù không thiếu thế nhưng Thạch Hảo cũng lấy ra một cây thánh dược, ngắt lấy một đoạn rồi nén vào trong dược đỉnh. Lão tham màu vàng dài tới hơn một thước, sau khi ngắt lấy một đoạn thì có chất lỏng màu vàng chảy ra, hương thơm ngây ngất lan tỏa khiến người khác cảm thấy vũ hóa phi thăng. Lần luyện dược này vô cùng xa xỉ, sử dụng toàn bộ là thánh dược, đó chính là báu vật được lấy ra từ lò luyện đan trong thiên hà của mộ tiên chất lỏng màu vàng tiến vào dược dịch trong đỉnh trở nên vàng óng và sáng rực hương thơm mê người sau đó thạch hạo quang hắc ngọc liên xích lan hoàng kim thảo vào trong khiến dược đỉnh càng thêm lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh dược hương nước mũi hơn trăm cây linh dược bị nén vào trong lò vô cùng kinh người chính xác đan phương của thạch tộc rất thần bí và cực kỳ xa xỉ đây cũng chỉ là bí phương của động thiên cảnh mà đã cần nhiều linh dược như vậy rồi đương nhiên hắn cũng muốn dược hiệu kinh người thêm chút nữa thì có thả thêm chút linh dược nữa. Cuối cùng, Thạch Hạo cởi bỏ áo quần, chân thân tiến vào trong dược đỉnh, đây là hình ảnh hết sức kinh người. Hắn ngồi xếp bằng nơi đó, từng cây bảo dược chìm nổi trong chất lỏng, huyền diệp đằng màu đen, thanh thần thảo tỏa ánh chói mắt, lão tham vàng óng, ly hỏa linh hoa tỏa ra hỏa diễm. Qua mức xa xỉ, cực kỳ kinh người, dù là những đạo thống bất hủ nhìn thấy cũng líu lưỡi, những đại giáo này cũng chỉ có khả năng cung cấp cho truyền nhân mình sử dụng mà thôi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong đỉnh, miệng nhầm nguyên thủy chân dài, có rất nhiều cốt văn hiện lên giúp hắn cảm ngộ rất nhiều. Từ khi đạt được vạn linh đồ thì hắn hay so sánh với cốt văn, giúp hắn ngộ ra chân nghĩa. Trong dược đỉnh, ngoại trừ mấy bảo dược ra thì còn có một vài khoáng vật và thần trùng, ví như mô công đỏ thẫm dài bằng cánh tay, xuyên sơn giáp màu bạc to bằng lòng bàn tay, hay như bò cạp vàng óng. Tất cả những kỳ trùng này đều lơ lưỡng bên trong, đương nhiên, quý giá nhất chính là một con thần trùng cả người trắng bạc, bên ngoài thân thì có kỳ lân đồ, ẩn chứa dược hiệu kinh thế, chính là trùng vương của trùng tộc Hắc Lân. Nước trong dược đỉnh sôi ùng ục, hơi nước mịt mờ bốc hơi cứ như là tiên cảnh, dáng lành dâng lên, tính khí nồng nặc. Thạch Hạo ngồi ở giữa, được nước thuốc rèn luyện, thân thể đỏ đậm cứ như muốn luộc chín vậy, kỳ thật huyết dịch đang trùng kích gột rửa toàn bộ các nơi trên thân thể. Hắn đang vận chuyển cốt văn trong nguyên thủy chân dài, xác minh lại bản thân. Cuối cùng, hắn đậy nắp đỉnh lại, niêm phong lại bản thân hắn không ngừng rèn luyện bản thân, dùng đại dược làm chất dẫn để gột rửa huyết nhục và xương cốt, tiến hành đột phá. Đương nhiên, toàn bộ bào dược chỉ là phụ trợ, quan trọng là phải dựa vào bản thân hắn, sau khi phục sinh tới giờ thì hắn luôn luôn nghiên cứu nguyên thủy chân dài, có những cảm mộ không bình thường. Lúc này, thạch hảo hoàn toàn bộc phát, xung quanh, phù văn dày đặc, rực rỡ vô cùng, chiếu rọi hư không, 10 tòa động thiên hiện lên. Năm đó, hắn cũng từng tái tạo nên hiện tại nước chảy thành sông, pháp tác viên mãn hiện ra thế nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, hắn muốn tiến thêm bước nữa. Ừm, sau một khắc, Thạch Hạo làm ra một hành động kinh người. Người tòa động tiên đang bốc cháy, hắn đang tế sống bản thân mình. Nếu như để người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khiếp sợ, cho rằng hắn bị điên, không muốn giữ tính mạng nữa sao. Cam lòng, cam, lòng, Thạch Hạo tự nói, cảm mộ này hắn sớm nắm giữ từ lâu thế nhưng giờ mới tái hiện trong lòng, mạch lạc và rõ ràng hắn biết mình đang làm gì nên cũng không hối hận. Lúc này, hắn đang chứng thực lại suy nghĩ trong lòng, không biết sợ là gì, quyết chí thử nghiệm tiến tới. Thập đại động thiên bùng cháy, dùng bản thân hiến tế, nói đây biến thành chùm sáng, quả quả thật không muốn tồn tại nữa rồi. Cuối cùng, thập đại động thiên héo úa gần như hủy diệt, mà bản thân thạch hạo sớm đã thương nặng, tinh lực khô héo, tinh hoa thần tính mất đi cực kỳ nhiều. Nhưng, nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hắn hiến tế cũng không phải là toàn bộ bản thân nhiều nhất chính là động tiên trong cơ thể bắt nguồn từ nơi bộ ngực ngày xưa lúc hắn mở ra thập đại động tiên thì từng dựa theo trí tôn cốt mở ra một động tiên nhỏ trong cơ thể hiện giờ hắn đã bỏ đi trí tôn cốt nhưng động tiên nhỏ kia vẫn còn chỉ là mở ảo mà thôi lúc này hắn lại tế luyện cái gọi là cam lòng chính là muốn thiêu đốt hủy đi thập đại động tiên hiến tế cho động tiên nhỏ này khiến chúng sau khi vỡ nát sau đó là dung hợp lại cùng nhau trong lúc này, thân thể hắn làm trung gian cho nên không thể tránh khỏi xung kích, thật sự chẳng khác nào hiến tế chính mình, hết sức nguy hiểm. Cuối cùng, bên trong cơ thể của Thạch Hạo truyền ra tiếng vỡ vụn, hắn há miệng phun ra ngụm máu tươi, bọt máu nhuộm đỏ cả dược đỉnh, bởi vì động thiên trong cơ thể cũng đã vỡ tan. "Cam, lòng." Thạch Hạo nói nhỏ, vận chuyển cốt văn, nối liền thập đại động thiên giao hòa với động thiên đã phá nát trong cơ thể mình. Nếu như là người thường thì tuyệt đối đã bị phế bỏ bởi vì thập đại động tiên rất khó khăn để hình thành lại nứt toác, gần như bị phá hủy, đồng thời tự phế cả bản thân mình. Thạch hạo cắn răng kiên trì, khiến cho động tiên gần như bị hủy hoại đang bốc cháy kia giao hòa với động tiên trong cơ thể, tiến hành xây dựng lại. Hợp nhất, hắn dùng cốt văn được ghi chép trong nguyên tùy chân giải để, may vá, dung hợp những động tiên đã phá nát này, khiến cho chúng liên kết lại hợp thành một thể, trong lúc nhất thời thân thể của hắn phát ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó, Thạch Hạo dùng cằm ngộ của bản thân làm đạo hỏa để rèn đúc, rèn luyện, lại mở ra một động thiên mới. Âm âm thanh điếc tai, một động thiên đang phát sáng, giống như là một khu tiên vực. Đứng ở đây tựa như nhìn thấy được các dị tượng như tiên quang, phi thăng trời cao, nơi đó hoàn toàn mở ảo, thần bí tới cực điểm. Động thiên duy nhất chỉ có một cái, thập đại động thiên biến mất và dung hợp cùng với động thiên trong người hóa thành một tiên vực mở ảo đầy đáng sợ. Thạch Hảo phút chốc mở mắt thì phát hiện dược đỉnh sớm đã bị đánh bay, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, bên trong đỉnh đã khô kiệt, toàn bộ dược tính đều bị hấp thụ sạch, nơi đó chỉ còn dư lại chút cặn bã. Tái tạo xong xuôi, Thạch Hảo tự nói, không buồn mà cũng chẳng vui, toàn thân hắn không dính chút hạt bụi, thân thể lấp lánh, vô tận tinh khí không ngừng xuyên thấu qua động thiên này cuộn trào vào thân thể hắn. Lúc hắn tái tạo thì gặp phải thương tích, những linh khí tiên thiên mất đi kia nhanh chóng chạy trở lại, sau khi bổ sung toàn bộ thì tinh hoa tiên tiên ấy còn tiến vào trong máu thịt của hắn cũng không biết bao lâu thân thể thạch hảo phát sáng rồi đáp xuống đất động tiên duy nhất bao phủ lấy hắn trong ngoài sáng trưng cảm nhận dược biến hóa của bản thân ánh mắt của hắn bắn ra hào quang khiến người khác nghẹt thở lúc này mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một loại đạo vận hắn muốn ra ngoài cảm nhận một phen tốt nhất là có một tên sơ đại xuất hiện để cho mình luyện tập hiện tại hắn có một loại tự tin vô địch còn có phong thái vô thượng ngoài ta thì còn ai nữa? Đến đây là hết tập 132 của bộ Thế giới hoàn mỹ, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.